lặng nào. Chắc có mỗi chúng ta ở đây thôi. Mình không biết đây là cái gì, nhưng mà thú vị đó chứ. Yeah, hey, hình như là một loại máy nào đó. Có chuyện gì đấy nhỉ? Blue à, mình sợ quá à. Mình cũng vậy, đi cùng nha. Nhìn kìa, đáng sợ quá đi, thoát khỏi đây thôi nào. Nhìn này, có gì đó đang ra thì phải. Chỉ là chiếc hộp thôi mà, chẳng có gì phải sợ cả. Hình như có gì đó đang chuyển động bên trong á. Hello. Mình đói quá à. Cậu ngon quá đi. Không, thôi mà, gì thế? Tốt bụng quá à. Mọi người không thường vỗ về mình. Làm bạn với nhau nha. Đây là một chú mèo đúng không? Dễ thương quá à, đưa anh chàng về nhà nha. Mình không biết đâu, mình bị dị ứng. Đi với tụi mình nha. Đây là chỗ bọn mình sống nè. Cứ tự nhiên nha, cậu sẽ sống với bọn mình. Chỗ này tốt hơn chiếc lồng của mình. Chúng ta chỉ cần dọn dẹp đống lộn xộn đã bày ra lúc làm bài tập về nhà thôi. Nè Blue, cậu làm gì vậy? Có chuyện gì sao? Mình chỉ đang dọn dẹp thôi mà. Mình thấy rồi, nhưng mà đôi giày bẩn của cậu đang để lại dấu chân kìa. Ok, mình xin lỗi mà. Wow, cái đó là gì vậy nhỉ? Không biết cái này dùng để làm gì vậy ta? Chẳng có gì xảy ra cả. Mình không thể chỉ ngồi ở đây không thôi, phải làm gì đó mới được. Mình sẽ dọn dẹp đống rác này. Cậu ấy là một máy hút bụi sao? Dơm dơm. Mình ổn mà. Xong rồi, bây giờ mình có thể nghỉ ngơi được rồi. Wow, mình thích điều đó. Để xem cậu có thể làm gì được nữa nào. Có lẽ chúng ta không nên. Xin lỗi nha, mình làm gãy mất rồi. Này, hãy bình luận bên dưới nếu như các bạn biết cách sửa nha. Là băng keo nè. Ý hay đó chứ. Cảm ơn nha. Này, cậu làm gì ở đây thế hả? À, không có gì đâu. Đó là đồ chơi của mình mà. Nhanh nào, đứng lên đi. Ủa, cậu bị sao à? Có lẽ là do chất hóa học trong ly nhựa đó. Để mình xem nha. À, mình thấy rồi nè. Cơ thể của cậu sản xuất ra ly. Cậu sắp mở tiệc mà không định mời chúng mình hả? Mình có ý này. Nhìn vào món đồ trang trí hay ho này nè. Dơm dơm. Mình thích lắm nha. Đây là kiệt tác của mình đó. Xứng đáng được trưng bày trong bảo tàng lớp mà. Dơm dơm. Đây, chơi với cái này nè. À, đợi lát, mình có cái này cho cậu đó. Được thôi, chuyện nhỏ mà. Nhìn xem mình mang đến cái gì nè. Ô không, gì thế? Ô không. Boom. Cậu quay về rồi hả? Sao cậu lại bày bừa thế này chứ? Và giờ mình phải dọn dẹp tất cả. Mọi thứ cần phải ngăn nắp. Yeah. Đừng động vào bất cứ thứ gì mà không xin phép nha. Này, bạn lại nghịch ngợm nữa rồi. Mình sẽ đánh đòn bạn. Cái hộp hoặc bất cứ thứ gì mà bạn có. Cậu làm cho mình phát điên mất thôi. Ô, mình có cách rồi nè. Mình sẽ làm một chiếc hộp đồ chơi cho cậu. Và cậu sẽ không còn xả bừa bãi nữa. Cậu may mắn lắm mới gặp được mình đó nha chưa. Nhìn vào cái miệng ấy kìa. Hay đó. Hãy bỏ hết đồ chơi vào nào. Dơm dơm là hớt ghi quất ghi này. Như vậy đó, giỏi lắm anh chàng à. Hy vọng Orin thích món quà của mình. Ước gì mình có thể nhìn thấy phản ứng của cậu ấy lúc mở ra. Cái gì vậy ta? Mình nghĩ là cho mình đó. Ồ, là đồ chơi. Mình thích đồ chơi. Mùi thơm quá đi à. Gì thế? Ồ, cái đó là dành cho mình sao? Đáng yêu quá à. Yeah, là quà cho cậu đó. Cảm ơn nha, mình thích lắm. Gì vậy? Ồ, là cậu, anh chàng hộp ngu ngốc. Đáng yêu quá đi thôi. Chữ gì đấy nhỉ? Tiếc là ngày hôm ấy mình đã vắng học mất. Foxy à, cậu đang làm gì vậy? Ồ không, giống như là tuyết vậy. Mình thích chơi ném bóng tuyết lắm. Hả? Cậu đã xé toạc hớt ghi quất ghi rồi. Đó là món đồ mà Blue thích nhất mà. Mình thích chơi với hớt ghi quất ghi lắm. Cậu ấy thật tuyệt. Bàn tay mình rất nguy hiểm với mấy món đồ chơi này. Mình biết mà, Bossy Boo cần một cái trụ để có thể cào cấu vào đó. Chắc không khó đâu, mình đã thấy người ta làm nó trên trung trước rồi. Nè Bossy Boo à, cậu có đồ chơi mới này. Mình thích lắm. Oh yeah, mình sẽ chơi với cái này suốt thôi. Hay lắm. Chiếc áo mình bị làm sao thế này? Anh chàng này đã làm hỏng mất nó rồi. Mình xin lỗi nha Orin, mình không giúp được gì cả. Đi theo mình nào. Mọi người đi đâu rồi ta? Cái này mới. Không, hớt ghi của mình. Mình sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cố lên nào, chụp quả bóng nha. Bây giờ ném qua mình nào. Giỏi lắm.
Này Oren à, tránh ra nào. Ok, có lẽ là... Yeah, đúng rồi. Này Oren à, nhìn xem mình có gì đây nè. Giống hồi xưa hay không? Nhìn mình nè. Wow, hay đó, cậu giỏi quá. Dường như mình không còn bạn nữa rồi. Ok, mình không cần nữa. Mình là kẻ cô độc và tàn nhẫn kể từ bây giờ. Hả? Không, dừng lại mà. Blue à, cậu đã hiểu nhầm rồi. Quay về với mình đi. Quay về sao? Yeah, tất nhiên rồi, Oren à, mình nhớ cậu lắm. Yeah, vứt rác đi nha. Được thôi, để mình làm. Cảm ơn nhiều. Ồ, Boxy Boo à, cậu đáng yêu quá à. Ồ, cái gì trông kỳ lạ vậy ta? Ồ không, mũi mình ngứa quá à. Không không, mình sắp chết rồi sao? Hachi, gì vậy ta? Boxy Boo à, là của cậu hả? Hachi, Hachi. Yeah, cậu hát hơi ra những chiếc lò xo nhiều màu đó sao? Mình đoán là như vậy đó. Ồ, hay quá ta. Mình sẽ làm cho cậu thứ này hay hơn nha. Cậu sẽ thích cho mà xem, Boxy Boo. Cậu may lắm mới được gặp mình đó. Nhìn xem đẹp chưa nè. Ai cũng đều mơ ước có được chiếc đèn chùm như này đó. Nhanh nào, lại chơi với nó đi. Nhìn xem mình có cái gì nữa nè. Cố lên, bắt lấy nào. Vui quá à. Tốt lắm, Boxy Boo. Cố lên, đi tìm món đồ ấy đi nha. Đưa mình món đồ nào. Này, cậu không sao chứ? Cậu bị làm sao đó? Hình như mình cần phải đánh thức anh chàng. Mình sẽ thử. Cố lên nào, dậy đi Boxy Boo à. Hãy nhấn like cho video này để Boxy Boo được nạp thêm điện nha các bạn. Cố lên nào, dậy đi. Là Ben kìa. Chắc được đó. Hay, chơi cùng mình nha. Hay quá, có hiệu quả rồi. Mình thích uống nước ngọt lắm. Rất sảng khoái luôn. Ồ, cho mình uống với được không? Yeah, tất nhiên rồi, cầm lấy đi. Dương Dương, cảm ơn nha. Chuyện nhỏ thôi mà. Wow, cậu uống hết rồi hả? Không sao cả, mình sẽ mang thêm đến. Dương Dương, chừng này chắc chắn là đủ cho cậu rồi đó. Hiu, mình cũng sẽ uống thêm một tí. Wow, mình nghĩ mình sắp phát nổ mất rồi. Nguy hiểm quá, đi thôi. Mình sợ quá à. Mình cũng thế nữa. Không, đợi một lát nha. Có một cái vòi nè. À, đúng rồi. Nhìn nè, nước ngọt đang chảy ra nè. Hay lắm. Bây giờ cậu sẽ trở thành Boxy Coca nha. Mình thích cái tên đó. Mình cũng vậy. Wow, nhiều nắp thế nhỉ. Mình nên làm gì đây ta? Mình biết rồi nè. Mình muốn làm cái này từ lâu lắm rồi đó. Hay đó. Mình sẽ đeo ở đây. Để mình yên đi nào. Không hiểu mình đang làm cái gì đây. Là chú cuốn sao? Mình muốn đi ngủ. Anh chàng ngủ à. Này, lên giường ngủ đi. Nhanh đi nào baby. Dậy đi. Không, cậu sẽ bị cảm lạnh đó. Cái gì? Không, mình đang ngủ mà. Nhìn vào bức chăn và gối nào, nhanh lên đi. Mình không muốn mà. Chà, được thôi. Mình sẽ làm cho cậu một chiếc thảm thật đẹp. Nếu cậu muốn ngủ trên sàn đến như vậy. Lại đây nào, Boxy Boo à. Nè, nhìn xem mình làm cái gì cho cậu này. Cái gì? Không, mình không thích. Hả? Mình sẽ ngủ trên giường nha. Cậu thật là. Ai đang cắn dạ? Dừng lại đi. Mình ngứa hết rồi đây nè. Không chịu nổi được nữa rồi. Baby à, sao thế? Thấy rồi. Cậu có ký sinh trùng nè. Là lỗi của mình. Chúng ta sẽ dùng xà phòng nha. Lại đây nào, mấy con ký sinh trùng này ghét ở trong môi trường sạch sẽ lắm. Như này, bôi ít xà phòng vào tay. Đây nữa, xong rồi. Cuối cùng cũng xong rồi. Kẹo kìa. Sao bây giờ mình lại thấy ngứa hết lên vậy nè? Không, đến lúc mình phải đi tắm rồi. Này Boxy Boo, lại đây nào. Lạ vậy ta. Anh chàng đang làm gì đó? Hi baby. Wow, cậu bị sao thế?
Mình không còn nhỏ nữa đâu. Không, cậu định làm gì đó hả? Nhìn quả bóng này nè. Bóng sao? Phew, cậu ấy đi rồi. Ô, Blue, cậu đã cứu mình rồi. Cảm ơn nhiều nha. May là mình đến kịp thời. Nhìn xem mình tìm thấy gì trong thư viện này. Chuyện này cần phải xảy ra. Mình đã hiểu rồi. Mình sẽ nhớ cậu ấy lắm. À, mình có quà tặng cho cậu nè. Không biết có gì bên trong vậy ta. Đẹp quá. Đeo ở đây nha. Ok, ý hay đó. Chúng ta sẽ không cần cái này nữa. Sophie là fan cứng của quái vật xanh dương. Bạn không tin được đâu. Cô còn được mời tới tiệc của quái vật cầu vồng nữa đó. Vì đó là mơ ước nên dĩ nhiên cô sẽ tới. Nhưng chỉ còn một viên kẹo Halloween dưới nệm thôi. Cô bé để dành nó cho dịp đặc biệt. Đợi chút. Đó là cánh cửa di chuyển hả? Cứ như trò đùa ngu ngốc của ai đó vậy. Nếu cô nàng đi không hỏi thì chắc là ba mẹ sẽ giận lắm. Ba nghe thấy tiếng ồn nên bước vô. Nhưng ông chỉ thấy viên kẹo của con gái mà quên mất mọi thứ. Sophie tới sớm nhất hả ta? Mọi người đâu hết rồi? Ô, quái vật xanh dương, chào cậu nha. Ở ngoài cậu ấy không được dễ thương cho lắm. Cô nàng bắt đầu sợ hãi. Lẽ ra không nên đi tới bữa tiệc mà không hỏi ai cả. Nếu nhắm mắt, cô nàng sẽ trở nên vô hình. Ô, anh chàng tử tế quá. Cha cha, nó dự tiệc dễ thương quá ha. Nhìn kìa, quái vật cam đang ngủ. Cô nàng ăn rất nhiều bánh kẹo nên có đủ năng lượng cho cả bữa tiệc lớn. Được rồi, vậy thôi. Thật không hay khi đánh thức quái vật cam. Không ngủ đủ khiến cô nàng giận dữ. Mùi trẻ con đã đánh thức cô ta. Cậu không được ăn Sophie đâu. Thử thanh sô-cô-la này đi. Có vị như em bé nhưng lại làm bằng đậu phộng đó. Trời ơi, đừng có ăn luôn vỏ mà. Có thể bạn nghĩ do cô nàng mới dậy. Nhưng cậu ấy lúc nào cũng như vậy hết trơn á. Điều quan trọng là Sophie không bị gì cả. Tới lúc giới thiệu vị khách quan trọng trong bữa tiệc rồi. Quái vật xanh, nhờ bạn giúp cho mình chọn khách. Vì không đủ chỗ và đồ ăn cho tất cả mọi người, họ phải chọn những vị khách quan trọng nhất. Sophie muốn gặp Huggy Wuggy, nhưng quái vật xanh dương tránh gặp vì còn nợ tiền cậu ấy. Anh chàng dùng mọi cách có thể để khiến cho Sophie đổi ý. Có vẻ như anh chàng nợ tiền nhiều người lắm đây. Bình luận xem họ nên mời ai tới bữa tiệc nha. Nhớ là bạn chỉ có thể chọn 4 người mà thôi đó. Sophie vui vẻ giúp thần tượng của mình tổ chức tiệc. Nhưng quái vật cam cứ tìm cách cắn cô bé một miếng. Và ai cũng có kẹo cả. Không ai được ăn cô nàng. Đây là quy định tiên quyết của buổi tiệc. Quy định thứ hai là đọc lại quy định một rồi ăn kẹo tiếp thôi. Quái vật xanh dương sẽ theo dõi việc thực hiện quy định này. Ừ, chuyện gì vậy? Cô bé đâu rồi? Cái hộp có chân hả ta? Ai mời nó tới đây? Đó là Sophie. Ra khỏi đây đi. Còn quái vật cam thì cứ thấy gì là ăn đó. Cô nàng thấy giấy gói kẹo và nghĩ rằng cũng ăn được luôn. Quái vật xanh dương lần đầu chơi với phiên bản đồ chơi của mình. Ồ, có người gọi nè. Là bạn cũ. Quái vật xanh lá kỳ lạ. Xin chào anh bạn. Cái gì, ai vậy? Đợi chút, ai đó? Người giao hàng. Mà quái vật xanh dương đâu có đặt gì đâu. Đúng vậy, chính là quái vật cam đặt giao bánh pizza phô mai đó. Giờ thì bạn không dám nghĩ mình là anh chàng đó đâu. Hy vọng chỉ cần pizza và mấy cái hộp là đủ, chứ không đi tới nỗi nào nữa. Mình không muốn thấy hình người giao hàng trên thùng với quảng cáo sữa. Quái vật xanh dương có thể giúp, nhưng anh cũng sợ vì cô nàng rất khó đoán. Chọc giận cô gái đang đói là điều vô cùng nguy hiểm. Ngày nào đó cô nàng có thể tấn công cả anh ta. Các người giao hàng tội nghiệp khó mà trở lại công việc nhanh được. Anh phải mất thời gian vô bệnh viện nữa. Vấn đề mời khách đã xong rồi. Sophie và quái vật xanh dương đã có quyết định chung. Tới lúc bắt đầu trang trí thôi. Ồ, đó là mẹ chân dài. Cô nàng phát hiện ra mình không được mời. Hy vọng là họ không đánh nhau. Không, quái vật xanh dương, nhìn sau lưng đi. Mẹ chân dài đã bắt cóc Sophie rồi. Anh không để ý gì cả như những người khác. Có vẻ đã khá lâu. Em bé bị mang đi xa rồi. Quái vật xanh dương nghĩ Sophie đang chơi trốn tìm với mình. Cho tới khi anh thấy tin nhắn của kẻ xấu đã tấn công.
Đó là lỗi của mẹ chân dài. Cô ăn hết cả con gà tây trong lễ tạ ơn. Quái vật cam rất tức giận, nên quái vật thanh dương hứa không mời cậu ấy nữa. Mà giờ cô bé ngây thơ phải chịu đựng. Quái vật cam và mẹ chân dài là kẻ thù không đội trời chung. Cô sẽ rất vui nếu trả thù được vụ gà tây đó. Ba của Sophie quyết định qua thăm con gái lần nữa, và cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó sai sai. Nhưng ông vẫn nghĩ cô nàng đang chơi trốn tìm. Ông không tìm thấy Sophie. Cô bé tội nghiệp cần giúp đỡ mà ba cô vẫn nghĩ là đang chơi. Ông nghĩ một lúc, chắc phải có manh mối hay tín hiệu gì đó. Oh yeah, tìm ra rồi. Có gì đó là lạ dưới tấm thảm. Đó là cánh cửa dẫn tới thế giới kỳ diệu. Quái vật cam ném ba ra khỏi giường như con bò trong trận đấu vậy. Ngạc nhiên chưa bà già? Ông nghĩ đó là Sophie, nhưng gia đình của họ thường không trói nhau như vậy mà. Lần này là nghiêm túc đó nha. TV là thứ có thể đưa ba tới thế giới trong trạng thái thôi miên. Cho cậu ấy một ít đồ ăn và đó sẽ là ngày tuyệt vời. Cả quái vật cam cũng tò mò về Dora the Explorer. Sweeper đâu rồi? Cậu ấy kìa, phía sau bụi cây. Quái vật cam thì không bao giờ chia đồ ăn cho ai cả. Còn quái vật thanh dương vẫn cố tìm cách cứu Sophie bé nhỏ. Mẹ chân dài muốn chơi trò chơi với cậu ta. Được rồi, cùng chơi đi. Cậu ta nhìn, rồi bắt đầu đồng hồ đếm ngược. Trò tránh mấy gói quà rất vui, nhưng hình như có gạch bên trong mấy cái hộp đó. Còn chưa hết nữa, cậu ấy phải xây dựng tòa tháp từ chúng. Tất cả màu sắc cầu vồng phải được xếp đúng vị trí. Có vẻ anh chàng đã không làm sai. Và các khối vuông có chữ cái tạo thành chữ gì đó. Tất nhiên, đó là bạn bè. Mặc dù khá là vất vả, nhưng mà quái vật thanh dương đã làm rất là tốt. Quái vật thanh dương rất là buồn. Ai mà biết được trong đầu mẹ chân dài nghĩ gì chứ. Cậu ấy có ý này, phải hành động giống như cô ta làm, tạo cái bẫy cho kẻ xấu đó. Và dĩ nhiên cần phải có con mồi. Còn gì ngon hơn là kẹo nữa chứ. Hay là biết gì, cậu ấy từng làm họa sĩ mà. Không, đó không phải thứ cậu ấy cần. Là bạn trai mới đúng. Cậu ấy chỉ cần trốn và chờ đợi. Quái vật xanh dương nghe được gì đó, nhưng cái bẫy thất bại rồi. Mẹ chân dài không có ở đây. Quái vật xanh dương không nhầm lẫn những nụ hôn với bất cứ thứ gì khác. Mẹ chân dài lại lừa cậu ta lần nữa. Cô luôn đi trước một bước. Cậu ấy rất ghét điều đó. Nhìn kìa, cô nàng còn chế nhạo cậu ấy nữa. Lâu rồi không gặp ha quái vật cam. Cô bây giờ đã là bạn với ba của Sophie rồi. Họ có rất nhiều điểm chung. Họ đều thích Dora the Explorer và cả sandwich nữa. Nhưng có một điều là quái vật cam ăn hết bạn bè của mình như thể ăn sandwich vậy. Ba hiểu rõ, tình bạn cần có sự hy sinh. Điều quan trọng là phải vui. Quái vật cam chỉ cần thêm chút gia vị lên người anh ấy, đó chắc chắn là bữa tối rất ngon như kiểu mà cô nàng thích. Còn ba thì thật sự lo lắng. Ông nghĩ đó chỉ là trò chơi. Ông còn bắt đầu hát bài hát trong phim mặt nạ nữa. Nhưng bỗng ông nhận ra mình đang ở tình huống nào. Quái vật xanh dương rất buồn vì Sophie đã biến mất. Cậu ấy không thể thiếu cô bé được. Chờ chút, thằng giấy này ở đâu ra vậy ta? Đó là Sophie. Vui quá đi mất. Nhưng làm sao cô bé có thể trốn thoát? Sophie đã đánh bại kẻ xấu. Em bé đã học võ karate. Còn đây là kiểu rắn hổ mang của cô nè. Cô bé nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Còn đòn tấn công thì vô hình. Nè quái vật xanh dương, quái vật cam đâu rồi? Cậu hầu như quên mất về cô nàng. Quái vật cam cũng đi tìm Sophie. Nhưng mà cô nàng tìm thấy thứ còn ngon hơn. Ba không thích tình bạn như thế này nữa. Ông la rất là lớn. Quái vật cam nhấc cả đầu luôn. Lúc đó quái vật thanh dương vừa tới. Nhưng cô nàng bụng đói không dễ dừng lại như vậy đâu. Ông sẽ phải đi đâu đó khá là xa và đem về món gì đó cho cô nàng. Cái tai nghe khổng lồ đúng là thứ mà cô nàng cần. Giờ thì cô cần đôi tay thật lớn để ba có thể được tự do. Nhưng tốt nhất vẫn là nên làm bạn với quái vật cam lần nữa. Ông không muốn, nhưng mọi chuyện diễn ra như thế. Tình bạn đã chiến thắng. Và một quả táo nè. Đó là cách tạo ra logo Apple. Quái vật cam luôn kể về câu chuyện này mà không ai tin cả. Nhưng cũng không ai dám nói trước mặt cô nàng. Vấn đề chính là bữa tiệc đã diễn ra rất vui.
Rất khó để quái vật cam tập trung vô điều gì đó trong thời gian dài khi có những ngón tay ngon lành xung quanh. Không sao, ba vẫn còn ngón tay trên tay mình mà. Nhưng cũng không được lâu đâu. Quái vật xanh dương vẫn để ý quái vật cam nên cô không dám đâu mà. Sophie nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. Cô bé cũng trói mẹ chân dài rồi để cậu ấy một mình. Sophie cũng phải học cách tử tế và cách kết bạn nữa. Đang cùng phòng lập mưu kế. Cô muốn thắng đến mức nó khiến cô phát điên luôn. Quỷ mẹ chân dài ở ngay sau lưng của cô kìa. Màn gặp thần tượng đã hiện hữu với cô. Trò đùa xấu xí của cô nàng xanh kia có tác dụng rồi. Jenny thắng thêm tí thời gian. Và thời gian là tiền bạc. Mẹ quỷ chân dài có thể lấy tiền để mua găng tay mới. Đừng quên tiền bo nha. Thử thách mới nè. Các cô nàng sẽ kiểm tra tài thiện xạ của họ. Jenny quăng trúng giỏ ngay lần thử đầu luôn. Melanie hơi lo lắng, nhưng cô tin là cô làm được. Và cô nàng ném trúng gốc luôn. Nhưng Jenny vẫn thắng trước cô một điểm. Tay Melanie ném được ở giây phút cuối rồi. Jenny không để ý lắm, nên Melanie sẽ chơi gian lận. Cô nàng ám ảnh với chiến thắng và sẽ làm mọi thứ có thể. Jenny thấy nghi ngờ nha. Hãy bình luận ở dưới và nói cô ấy nếu Melanie có làm gì sai nha. Màu hồng thật là đẹp mà. Ước gì cả thế giới đều là màu hồng thôi. Chai xịt màu này cũng như đủ phép vậy. Biến mọi thứ thành màu hồng xinh đẹp nào. Melanie không thể dừng được. Ngay cả Jenny cũng bị dính ma thuật hường phấn. Melanie mém nữa bị thương rồi. Ván trượt của ai đây ta? Màu này quen thật đó. Vị chủ nhân rất vui khi được trả lại. Jenny cân bằng rất giỏi. Và cô nàng còn làm giỏi hơn nếu cô đứng trên ván. Sao phải đi bộ khi bạn có thể phóng xung quanh và tận hưởng gió mát chứ? Jenny muốn mọi thứ phải xanh hơn nữa. Cô nàng có đủ đồ vật xanh trong nhà. Cô nàng định làm gì với cái đó nhỉ? Làm một cái kệ màu xanh trên bức tường xanh để đựng đồ vật xanh của cô. Jenny cần thêm kệ và thêm màu xanh nữa. Thêm nữa đi. Căn phòng cô trông như cả khu rừng vậy nè. Melanie thì sợ thiên nhiên. Âm thanh gầm gừ gì vậy? Ai ở trong bụi cây thế? Đó chỉ là khỉ đầu chó hay hổ vậy? Chỉ là Jenny mà thôi. Chúng ta có kẻ trộm trong nhà đây. Máy chơi điện tử của Melanie không hợp màu tí nào. Thay vì vậy, Jenny tạo con rắn dạ quang. Wow, mấy Tetris quả là nhiệm màu nha. Nhưng phép thuật thì cũng phải chạy pin mà. Ta cần phải đợi chúng sạch pin cái đã. Thật là màu thú vị. Jenny đã sạc đầy và sẵn sàng chiến thôi. Melanie được tạo cảm hứng từ đèn của Jenny. Cô muốn trùng năng lượng với cô nàng. Đèn hồng dạ quang cũng là lựa chọn hay nữa. Cô quả là thiên tài. Trong khi Jenny chơi điện tử thì Melanie đã áp đảo rồi. Cô nàng nhắm chuẩn đó. Anh lao công đây rồi. Anh sẽ rất vui khi thấy cho mà xem. Anh ta luôn muốn hóa thành tiên. Và giấc mơ của anh thành hiện thực rồi. Melanie nhai kẹo cao su thì bỗng nảy ra ý tưởng hay. Tất nhiên rồi. Chơi bong bóng rất là vui. Và chúng biến phòng của cô như đang tổ chức tiệc vậy. Melanie phải nhai rất nhiều kẹo để có thể thành ra như thế này. Jenny cảm thấy ganh tị rồi. Trông như ý tưởng ngu ngốc, nhưng đáng để thử mà. Nó khó hơn cô tưởng nhỉ. Tệ thật đó nha. Không phải lỗi của cậu đâu. Phòng bí mật của Jenny bị thiếu gì đó. Nhưng là gì chứ? Là thảm cỏ xanh. Không thể quên đặt tấm bảng cấm bé cuốn nào nha. Nhưng cô bạn cùng phòng xấu xa ở đây rồi. Nhìn khuôn mặt đó kìa. Chắc chắn là cô có âm mưu xấu rồi. Cô định giết hết mấy cái cây của Jenny sao? Không, cô định làm hư tấm thảm thôi. Thật xấu xa mà. Vớ của Jenny bị ướt luôn. Cô tưởng là do sương sớm thôi. Nhưng đang là buổi trưa cơ mà. Máy sấy của cô có thể giúp được đó. Bắt đầu hong khô thôi. Không sao đâu. Melanie đang ngồi xếp hình rất phức tạp. Sao? Không ngờ tới cơn mưa vớ ướt à. Mảnh ghép hình cuối đâu mất tiêu rồi. Thật khó mà tìm trong thế giới hường phấn này. Chiếc vớ ướt nãy lấy mất chắc luôn. Melanie không chịu nổi sự căng thẳng nữa rồi. Và cô nhận ra rằng xếp mảnh ghép bự càng tốt hơn. Cái gì đây? Thật đúng lúc luôn. Xui xẻo thay, không phải đồ xanh nào cũng ngon đâu. Jenny phải ăn rau diếp bởi vì nó là màu mà cô thích. Trong khi Melanie ăn kẹo trêu đùa cô. Họ vẫn là đối thủ, chỉ có một trong hai họ thắng thôi.
Jenny phải nghĩ cách để làm ngọt đồ ăn của cô. Giờ thì có đồ ngọt hơn đâu díp rồi. Đó là cách bánh macaron mọc lên. Cậu thấy sao nào Melanie? Không vui tí nào đâu. Căn phòng màu hồng cũng trở nên xinh đẹp. Melanie phải cố gắng nhiều hơn nếu cô muốn chiến thắng Jenny. Khi căn phòng hoàn thành, vị chủ nhân có thể chăm sóc bản thân rồi. Cô phải trông thật xinh xắn khi cô đứng đầu cuộc thi. Chiếc gương này quá nhỏ để cô đánh mắt. Mọi thứ trên thế giới của cô đều là màu hồng. Và cô có được mọi thứ cô muốn. Cô nàng vừa mới trộm chiếc gương trong giấc mơ của cô à. Ái chà, giờ thì cô làm đẹp với hình phản chiếu của cô rồi. Jenny làm sao vậy ta? Cô nàng chỉ đắp mặt nạ thôi. Một cước gọi quan trọng phân tâm cô. Ít ra thì không phải gọi video. Melanie có thể tận dụng cơ hội này. Không Jenny, đừng đắp cái đó lên trên mặt. Cô ta chả nghe mình. Được thôi, cứ làm gì cậu muốn đi. Mặt nạ rửa không ra rồi. Trò đó đùa không vui đâu. Đừng thử ở nhà nha. Và cô nàng cũng tự dính bẫy của bản thân luôn. Búng tay đi Melanie. Melanie đang chuẩn bị trang điểm. Mình nên chọn màu gì đây? Hồng hay hồng? Tất nhiên là màu hồng rồi. Nó đơn giản và hoàn hảo. Melanie còn không cưỡng nổi sắc đẹp của mình. Cú ngã khiến cô nảy ra ý hay nè. Hay là làm giá kệ đồ trang điểm đi. Giờ thì mọi thứ đều ở một chỗ rồi. Jenny rất thích một loài động vật. Và nó là con ếch. Cô yêu chúng đến mức cô sẽ làm một vài người bạn cho nó. Và đây là cả ban nhạc ếch luôn. Cái gì đây? Mũi tên ư? Cẩn thận đó nha, không thì nhắm trúng con ếch đi. Chàng cung thủ kia dễ thương ha. Hả? Tại sao anh ta bắn ếch? Anh ta bị điên à? Giờ ngay cả con ếch cũng có bạn trai. Vậy mà cô chẳng có ai. Thứ kỳ lạ gì vậy? Jenny cho rằng đó là đồ của Melanie và bắt đầu tìm hiểu. Nhưng Melanie cũng bối rối luôn. Cô cũng có một cái này. Nếu như mình ghép lại thì sao? Wow, tụi mình mở cái cổng không gian. Ôi cha, Jenny biến mất rồi. Và chỉ còn lại đồng xu xanh mà thôi. Cuối cùng họ cũng đính hôn rồi. Ném hoa cưới là chuyện hệ trọng nha. Betty và Monica đang phát điên về kết hôn. Khác thì lại sợ. Mọi người sẵn sàng rồi. Ném hoa đây. Họ đang cố bắt lấy. Nhưng bó hoa chọn người chiến thắng nha. Mấy nàng đây sắp xé khác thành nhiều mảnh rồi. Từ từ nè. Khác đi đâu vậy nhỉ? Monica đang theo dõi cô. Cô sắp lên kế hoạch cho buổi đám cưới của mình. Đây là dịch vụ tiệc cưới tốt nhất thành phố này. Anh quản lý đây chẳng hiểu hoàn cảnh của khách gì cả. Anh ta tính lịch tháng này rồi. Thế sao làm cho khách chuồn bước được? Tiệc cưới phải diễn ra bằng mọi cách nha. Thêm chút tiền nào. Bỗng nhiên, có ngày trống ngay. Làm được rồi. Cô nàng đồng ý hơi sớm rồi đó. Mấy nàng kia phá cửa xông vào để ngăn khách làm đám cưới trước họ. Họ chẳng quan tâm trên lịch có gì. Ba đám cưới chung một ngày luôn. Dù có rất nhiều việc phải làm, có tiền nữa, nhưng mấy cô dâu không để anh yên thân. Sao họ không lên kế hoạch trước đi chứ? Giờ anh ta phải làm cổng cưới giờ chót như thế này. Betty không vui chút nào. Cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, nhưng cô không biết giải thích như thế nào. Chắc phải nhờ thầy bói quá. Anh làm sao cũng được. Rồi, được thôi. Tình yêu khiến cây chớm nở. Hoặc là nhờ phân bón. Thử thách màu sắc nghĩa là cô Betty sẽ là xanh lá. Hoàn hảo. Joe mang hoa đến, nhưng anh ta không có tí ma thuật tình yêu nào. Và nàng dâu điên khác. Joe gặp rắc rối rồi. Khác ghét xanh lá. Cổng cưới của cô nên là màu hồng. Joe sẽ phải làm lại hết mọi thứ. Anh ta chưa bắt đầu mà lại muốn bỏ cuộc luôn rồi. Anh ta còn chẳng nghe Monica muốn gì. Không phải là lúc rồi. Anh ta phải tự làm lại mọi thứ lần nữa. Khác đến xem cổng cưới. Và bất ngờ thay, cô nàng rất là thích nó.
Monica yêu màu xanh, màu của biển cả. Cô biết cách để bắt đúng người, bắt được cá nữa. Tổng cưới của cô nên như là đại dương sóng trào vào cặp mới cưới, như sóng thần tình yêu hạnh phúc và vĩnh cửu. Cha, và cả cá nữa. Hóa ra trông đẹp đó nha. Nhóc mèo bắt đầu nhắm mấy con cá tươi. Monica không chia sẻ đâu nha. Nhóc thú ăn thịt lông cam kia phải bước qua cô nàng trước. Cô cũng là quái thú đó nha. Nhóc mèo sợ rồi, nhóc phải đi kiếm ăn chỗ khác thôi. Các cô nàng bận rộn trang trí cho đám cưới. Mọi thứ phải thật hoàn hảo, giống như những gì mà họ luôn muốn vậy. Không được tùy cơ ứng biến, phải theo kế hoạch mà làm nha. Hết thích đồ ngọt nên cô sẽ có rất nhiều đồ tráng miệng cho đám cưới. Đám cưới xanh của Betty sẽ ăn đồ lành mạnh, trái cây và rau củ tươi mà cô tự trồng luôn. Hết cười nhạo cô nàng. Betty chỉ đang cố gắng có trách nhiệm và trông chừng vóc dáng thôi. Hết nghĩ rằng đồ ngọt tốt cho cô. Cô xem nó trên TikTok ha. Nhưng cô coi sai nguồn rồi. Giờ thì cô cũng ăn kiêng luôn. Không biết cô nàng giữ được bao lâu nữa. Hôm nay là buổi tập luyện của Kat cho lễ cưới. Cô hoàn toàn tái tạo là đám cưới luôn. Thay vì khách mời, cô có búp bê nè. Chúng luôn tốt hơn, vì chúng luôn im lặng và làm theo ý muốn của Kat. Lời thề của cô đầy cảm xúc. Lúc đầu thì hát, lúc sau thì hát. Nhưng búp bê đây không có cảm xúc gì cả. Hay là chúng không thích nhỉ? Khác chắc ăn là cô có thể làm cho họ cảm động. Cô nàng là cao thủ chơi đùa trên nhịp tim người khác. Được rồi, cô sắp xong rồi. Họ sẽ chết chìm trong nước mắt mà thôi. Mọi lễ cưới đều bắt đầu với khủng hoảng. Monica có cục mụn to tướng ở trên mặt, hoặc là cái mặt trên mụn cô. Tận thế tới nơi rồi. Ai cũng hoảng loạn nhưng trừ Betty ra. Giờ cô là người duy nhất có thể bình tĩnh. Và giờ cô sẽ giúp họ quay lại với tâm thế vui vẻ cho đám cưới. Để xem ta làm được gì nào. Trang điểm hiện đại quá là thần kỳ. Giờ Monica không còn mụn nữa, mà có nốt ruồi thời trang nè. Chỉ cần làm đúng cách, thảm họa cũng hóa thành công mà thôi. Giờ căn phòng yên tĩnh hơn rồi.